Chào mừng quý khách hàng, quý anh chị và các bạn đã quay trở lại. Mình là Thúy, chuyên viên tư vấn bán hàng tại Toyota Tân Tạo. Hôm nay nhân vật chính Thúy muốn giới thiệu đến quý anh chị và các bạn đó chính là mẫu xe Toyota Veloz, một trong những mẫu xe được quý khách hàng quan tâm và chờ đợi trong suốt thời gian vừa qua. Và ngày hôm nay, ngày 23 tháng 3 năm 2022 thì mẫu xe này đã chính thức có mặt tại showroom Toyota Tân Tạo. Và hãy cùng với Thúy xem hết video clip này để xem thử mức giá bán của mẫu xe này cũng như giá lăn bánh sẽ là bao nhiêu quý anh chị nhé. Toyota Veloz 2022 được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia và sở hữu 5 gam màu sắc ngoại thất rất là đa dạng luôn ạ. Và phiên bản đang đứng cạnh Thúy đây là phiên bản Toyota Veloz 1.5 CVT, phiên bản tiêu chuẩn, được chính thức Toyota Việt Nam công bố mức giá bán vào ngày 22 tháng 3 năm 2022 với mức giá bán cho phiên bản tiêu chuẩn này là 648 triệu đồng. Mức giá lăn bánh đối với quý anh chị đang có hộ khẩu ở tỉnh là 716 triệu đồng và đối với quý khách hàng đang có hộ khẩu ở thành phố Hồ Chí Minh thì quý anh chị mình cộng thêm 19 triệu giúp Thúy ha. Đó là tiền chênh lệch về tiền biển số tại tỉnh và thành phố Hồ Chí Minh ạ. Về mức trả trước cho phiên bản 1.5 CVT tiêu chuẩn này thì quý anh chị chỉ cần thanh toán trước là 200 triệu là mình đã có thể sở hữu ngay mẫu xe này rồi ạ. Trên một phiên bản được niêm yết với mức giá là 648 triệu đồng như thế này nhưng được tích hợp rất là nhiều những công nghệ hiện đại cũng như về đường nét thiết kế trên mẫu xe này, trên mẫu tiêu chuẩn này thì cực kỳ đẹp mắt, cực kỳ khỏe khoắn và có thể khẳng định đây là một trong những dòng xe dự kiến sẽ làm mưa làm gió cũng như là đứng đầu top về doanh số bán ra trong thời gian tới ạ. Trên bản tiêu chuẩn này thì được ứng dụng các công nghệ ví dụ như cụm đèn trước được thiết kế cụm đèn full LED. Cái tiếp theo đó chính là nội thất bên trong. Màn hình giải trí trên xe là màn hình cảm ứng 8 inch. Chất liệu ghế là chất liệu nỉ và da kết hợp với nhau. Xe được trang bị khởi động bằng nút bấm cũng như là hệ thống phanh trước và phanh sau đều sử dụng hệ thống phanh đĩa luôn ạ. Và đây là phiên bản thứ hai của Toyota Veloz. Đây là phiên bản Toyota Veloz 1.5 CVT Top được niêm yết với mức giá là 688 triệu đồng. Thì quý khách hàng đang muốn sở hữu mẫu xe này, đối với quý anh chị đang có hộ khẩu ở tỉnh, giá xe lăn bánh sẽ là 760 triệu đồng. Và đối với quý anh chị đang có hộ khẩu ở thành phố Hồ Chí Minh thì với mức giá lăn bánh sẽ là 779 triệu đồng thôi ạ. Nếu khách hàng mình đang có dự định mua trả góp mẫu xe này, phiên bản top này thì với mức số tiền đưa trước sẽ là 215 triệu đồng là mình đã có thể sở hữu ngay rồi ạ. Trên một mẫu xe được niêm yết với mức giá là 688 triệu đồng thì được ứng dụng rất là nhiều những công nghệ hiện đại. Ví dụ như trên phiên bản top này được trang bị camera 360 độ, gói an toàn Toyota Safety Sense được tích hợp trên mẫu xe này. Cũng như cái điểm khác biệt giữa hai phiên bản 1.5e CVT tiêu chuẩn của Toyota Veloz thì được sở hữu màn hình cảm ứng là 8 inch. Thì trên phiên bản top này màn hình giải trí trên xe là màn hình cảm ứng 9 inch. Ngoài ra với bộ mâm xe được trang bị là bộ mâm 17 inch lớn hơn 1 inch cùng so với phiên bản Toyota Veloz phiên bản tiêu chuẩn quý anh chị nhé. Ngoài ra trên cả hai phiên bản tiêu chuẩn và phiên bản top thì đều được trang bị phanh tay điện tử luôn ạ. Vậy là Thúy đã cập nhật đến quý anh chị và các bạn về mức giá niêm yết, về mức giá bán trên mẫu xe Toyota Veloz 2022. Và Thúy xin đính chính lại là giá xe mà Thúy báo đến quý anh chị và các bạn trong clip thì chưa bao gồm chương trình khuyến mãi trực tiếp tại showroom Toyota Tân Tạo. Nên đặc biệt là ngày mai, là ngày 24 tháng 3 năm 2022, showroom Toyota Tân Tạo chính thức làm lễ ra mắt cho hai mẫu xe là Toyota Veloz và Toyota Avanza 2022. Nếu quý anh chị mình đặt cọc hai mẫu xe này trong ngày mai thì mình sẽ được nhận rất nhiều ưu đãi đến từ showroom Toyota Tân Tạo ạ. Nếu quý anh chị mình thấy video clip này hữu ích, hãy like, share và subscribe ủng hộ đội ngũ. Và đừng quên hẹn gặp lại quý anh chị vào ngày mai, ngày 24 tháng 3 năm 2022 ạ. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.